Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Đinh Mùi tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày Đinh Mùi tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi Tân Sửu, Kỷ Sửu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành mộc cục, xung với Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Nhân Truyền Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Địa Tặc xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao Nguyệt Hư xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Tứ Thời Cô Quả kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính đông. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có nhiều chuyện đau đầu xảy đến với bạn trong công việc ngày hôm nay. Sự cạnh tranh thiếu lành mạnh ở nơi công sở khiến cho bạn vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, dù bản thân bạn chỉ muốn được yên ổn làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, bạn đừng có để cho điều đó làm ảnh hưởng tới bản thân. Hơn ai hết, bạn hiểu được giá trị của mình và có thể làm công việc tốt nhất mình muốn làm thay vì phải chịu bất cứ sự tác động nào, hay là hãy cứ mặc kệ mọi thứ và tập trung vào con đường mà mình đã chọn. Khi bạn làm tốt, sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ bạn được nữa. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn có được sự hài hòa, đặc biệt là đối với những người thân trong gia đình. Nhất là chuyện tình cảm của bạn lúc này cũng đã có được những chuyển biến tích cực hơn trước đây nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim đau đầu về những vấn đề xảy ra trong công việc, tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt giữa các sự cạnh tranh, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa có thể làm tốt công việc của bản thân nhờ biết mình biết ta, tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ cứ mặc kệ những tác động ở bên ngoài và tập trung làm tốt công việc của mình, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc có mối quan hệ hài hòa với người thân trong gia đình, tình cảm được tốt đẹp.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 76, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điềm báo sẽ có những xung đột trong quan điểm sống giữa bạn và một người nào đó, và ai đó đang cảm thấy rằng họ đúng còn bạn đang sai. Nhưng nếu như bạn suy nghĩ ngược lại thì hãy cứ thẳng thắn để chia sẻ và lắng nghe sự phản hồi của họ. Bạn đừng có mất đi sự tự tin vào chính bản thân mình, bạn tuổi Sửu nhé. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên tài hỗ trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn cải thiện được tình hình tài chính hiện tại của mình. Thậm chí trong ngày hôm nay, có người sẽ có được may mắn nhờ có được những cát tinh trợ mệnh sẽ giúp cho bạn có thể trúng số, trúng thưởng khi tham gia một số trò chơi may rủi nào đó. Và bạn tuổi Sửu, bạn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người trong ngày hôm nay nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này sẽ nhắc nhở bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng có để cho cơ thể của mình ở mức báo động mới tìm cách chạy chữa thì đã quá muộn mất rồi. Bạn cần phải chăm sóc cho từng bữa ăn, giấc ngủ của bản thân mình được đảm bảo mỗi ngày, bạn tuổi Sửu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tính toán xa hơn cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, một số ý kiến của bạn không được chấp thuận. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, giữ thói quen tiết kiệm rất cần cho cả nhà bạn lúc này. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tiết kiệm được một khoản kha khá nhờ ngành nghề tay trái. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 89, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, và đây là lời nhắc nhở cho bạn tuổi Dần nên cẩn trọng với túi tiền của mình trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Dần, bạn cần phải có kế hoạch trong việc chi tiêu hợp lý, kéo lại trái túi lúc nào chẳng hay, nhất là khi họa phá tài đang đến rất gần. Có mua sắm gì thì cũng phải nhớ rằng mình cần phải kiếm tiền cực khổ như thế nào thì mới có được nữa đó nhé. Chẳng những vậy, va chạm ở nơi công sở cũng khó tránh được với bạn trong ngày hôm nay khi những mâu thuẫn xuất phát từ những chuyện vặt vãnh. Vì thế, với bạn tuổi Dần cần phải giữ vững bình tĩnh thì mới giải quyết được những phiền nhiễu này và tìm ra con đường nhẹ nhàng hơn cho bản thân. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn, nhất là thời tiết thay đổi thất thường sẽ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu ở trong người, ăn uống kém ngon miệng. Bạn cần phải rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, nhất là trong những giai đoạn dịch giã phức tạp như hiện nay. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nên xây dựng các kế hoạch chi tiêu hợp lý, kéo lại trái túi lúc nào không hay. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, đề phòng họa phá tài nên mua sắm có chừng mực. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, khó tránh được sự va chạm bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt ở nơi công sở. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cần phải giữ bình tĩnh mới giải quyết được những phiền nhiễu. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 46, số 94, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi.
Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi Trợ Mệnh. Điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân có được cơ hội nên duyên lành với người khác giới. Ban đầu với bạn tuổi Mão có thể sẽ có nhiều e ngại, nhưng hiểu về đối phương hơn, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Với những cặp đôi trong ngày hôm nay thì đây là giai đoạn hai người cũng rất hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này sẽ khiến cho bạn không hài lòng về một người nào đó. Và nếu như bạn nghi ngờ rằng ai đó ích kỷ thì hãy gọi điện cho họ, thẳng thắn đặt câu hỏi với họ. Có thể sẽ có những điều mà bạn chưa thực sự hiểu về họ thì sao? Bạn đừng có nghi ngờ khi bạn chưa hiểu rõ chuyện nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang có phần bị giảm sút, và lúc này với bạn tuổi Mão cần phải cố gắng đảm bảo cho sức đề kháng của mình được tốt hơn để hạn chế những rắc rối liên quan tới tình hình sức khỏe của bản thân. Bạn cần phải cố gắng ăn nhiều hoa quả, rau củ để hỗ trợ cho bộ phận tiêu hóa được tốt hơn nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy không nên quá phụ thuộc vào ai đó ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, sự nhẹ nhàng của bạn là cần thiết để cải thiện về tình cảm hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên thức quá khuya làm giảm sức đề kháng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, các cặp đôi mới yêu có những khoảnh khắc được hạnh phúc bên nhau. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 80, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp được ngày có chính tài tương trợ, cho nên bạn có được một ngày tài lộc khởi sắc. Với bạn tuổi Thìn, chỉ cần bạn tiếp tục chăm chỉ, cần cù làm việc, cho dù trước mắt với bạn sẽ gặp phải những khó khăn đến đâu đi chăng nữa, thì tương lai với bạn cũng nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí quá vượng. Điều này sẽ gây bất lợi cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay, nhất là đối với những ai đang còn độc thân. Với bạn tuổi Thìn, bạn muốn tìm kiếm tình yêu cho mình, nhưng rồi lại thấy hoang mang, lo sợ mình sẽ bị tổn thương, cho nên chẳng dám tiến tới mối quan hệ nào mà cứ ngập ngừng mãi mà thôi. Và trong ngày này, chuyện tình cảm của các cặp đôi thì vấn đề có phần dễ giải quyết hơn, chỉ là đôi bên có chút bất đồng ý kiến nhưng hoàn toàn có thể hóa giải được mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Cả hai đều rất trân trọng hạnh phúc mà mình đang có nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tài lộc được khởi sắc nhờ sự chăm chỉ, cố gắng mỗi ngày. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, cứ tiếp tục phấn đấu rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Thổ, tình cảm gặp nhiều bất lợi, không tiến triển như ý. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân, khó mở lòng bởi lo sợ sẽ bị tổn thương. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, các cặp đôi dễ dàng giải quyết được những mâu thuẫn bởi luôn trân trọng hạnh phúc của nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 73, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hợi trợ mệnh. Điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi Tỵ có được một ngày may mắn và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến.
Với bạn tuổi Tỵ, nhờ có được trạng thái về tinh thần tích cực, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp, quý nhân tương trợ có thể sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội tốt hiếm có, sớm đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng cần phải chú ý giữ thái độ khiêm tốn, tích cực học hỏi, lắng nghe mọi người nhiều hơn, chớ nên huênh hoang, tự hào quá mức về bản thân mình. Tự tin tất nhiên là tốt, nhưng quá mức sẽ thành ra tự cao tự đại, gây ra ác cảm cho mọi người nữa nhé. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của các cặp đôi sẽ có được một ngày với tình yêu được dâng trào. Bản mệnh và người ấy càng ngày càng thấu hiểu nhau hơn, giảm bớt đi những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Bạn mệnh tuổi Tỵ cảm thấy được an bình với cuộc sống hiện tại của mình. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, cũng chớ nên để cho quá khứ ảnh hưởng quá nhiều tới hiện tại, mà hãy sống với hạnh phúc hiện tại và tương lai sẽ tốt hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ tinh thần tích cực. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, có được quý nhân tương trợ mang tới cho những cơ hội tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chú ý giữ thái độ khiêm tốn, tích cực học hỏi, chớ tự cao tự đại. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, các cặp đôi tha hồ tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân nên gạt bỏ quá khứ, sống vui với hiện tại và tương lai. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 94, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Ngọ Mùi hợp Nhật Nguyệt. Điều này sẽ giúp cho cuộc sống của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay trở nên hài hòa tươi đẹp hơn. Với bạn tuổi Ngọ, bạn đã tìm được sự tĩnh lặng trong lòng bất chấp những sóng gió khó khăn đang bủa vây ở ngoài kia. Không những thế, trong ngày hôm nay, bạn đang có được sự hỗ trợ của những người xung quanh, giúp cho bạn cũng cảm thấy được vui vẻ, thoải mái hơn bao giờ hết. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, nhờ có được thực thần dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn mặc kệ mọi người xung quanh đang bơi ngược dòng, và tốt nhất là với bạn hãy đi cùng dòng chảy và thư giãn tối đa, đừng có căng thẳng hóa vấn đề một cách không cần thiết, thời gian sẽ giúp cho bạn tìm ra được đáp án phù hợp nhất cho mình mà thôi. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cũng sẽ giúp cho các vấn đề liên quan tới tiền nong của bản mệnh trong khoảng thời gian này được giải quyết. Khó khăn cũng sớm đi qua, giúp cho bạn được tỉnh táo và quyết tâm nhiều hơn nữa cho tương lai của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, không nên ba hoa khoác lác về bản thân. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, bạn và nửa kia của mình nên dành cho nhau sự tin tưởng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy dự trù một số phương án tua tương lai. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tin tưởng hơn vào nửa kia và định hướng của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 71, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn giải tỏa được nhiều nỗi lo về tài chính. Bạn mệnh tuổi Mùi không cần phải quá tiết kiệm hay là cân đo đong đếm như trước nữa, mà có thể thoải mái trong việc chi tiêu nhờ các khoản thu của bạn hiện tại đang tăng lên hàng ngày nữa rồi.
Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, khi tiền bạc không còn là gánh nặng, với bạn cũng có thể thoải mái theo đuổi những việc mà mình muốn làm, bạn xông xáo và nhiệt huyết hơn, nhờ vậy mà kết quả thu về không tầm thường chút nào. Để rồi khi cầm những đồng tiền, mồ hôi nước mắt trên tay, bạn mệnh cũng cảm thấy những nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng. Song cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này lại không được êm đẹp cho lắm khi bạn đang gặp ngày có thổ khí quá vượng khiến cho tâm tư của bạn mệnh có phần khô cứng. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân nên giảm bớt những tiêu chuẩn của mình xuống và lắng nghe tiếng gọi của con tim. Nếu cứ quá kiêu ngạo, bạn sẽ bỏ lỡ tình yêu ngay bên cạnh mình mà thôi đó nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim giải tỏa được nỗi lo về tài chính, không cần phải quá thắt lưng buộc bụng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy thoải mái trong việc chi tiêu khi các khoản thu đều tăng lên. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa xông xáo và nhiệt huyết hơn để theo đuổi những mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nỗ lực mà bạn bỏ ra đã được kết quả xứng đáng với mồ hôi công sức. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm không được êm đẹp cho lắm, người độc thân nên hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 71, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội dẫn đường chỉ lối cho bạn, giúp cho bạn cư xử đúng mực trong ngày hôm nay. Và có thể sự đánh giá cao những nhận xét thẳng thắn và cởi mở của ai đó, nhưng bạn không nhất thiết phải cảm ơn họ, hãy lặng lẽ lấy đó làm tấm gương để soi lại bản thân mình, như vậy thôi là đủ rồi. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, sự tương trợ của chính quan chiếu mệnh cũng sẽ giúp cho bạn có được sự nhiệt huyết và giúp cho bạn khám phá ra sức mạnh của bản thân mình. Bạn hãy dùng sức mạnh đó để thể hiện bản thân mình hiệu quả nhất có thể bạn tuổi Thân nhé. Lại thêm, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang được đảm bảo, đó thực sự là tin đáng mừng cho bạn trong khoảng thời gian này. Và nếu như ai đó đang bị bệnh cũng sẽ tìm được cách chữa bệnh sao cho phù hợp, nhờ đó mà thể trạng của bạn được cải thiện đáng kể. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy hãy cởi mở hơn, chia sẻ những thông tin với mọi người. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ chứng minh bản thân bằng hành động thực tế. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc nên cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim tâm sự với nửa kia nếu gặp phải những khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điềm báo gặp họa thị phi đeo bám, làm cho vận trình công danh sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, không thể đạt được thành công dù bản mệnh đã cố gắng bỏ ra công sức rất là nhiều. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, cũng chỉ vì bất cẩn mà lỡ miệng đắc tội với kẻ tiểu nhân, dù chỉ là lời nói vô tình cũng khiến cho đối phương ghim ở trong lòng, chỉ tìm cơ hội để trả thù bạn mà thôi. Bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày hôm nay không hề hay biết cho nên dễ dàng mắc bẫy. Thêm vào đó, ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có ngũ hành tạp loạn, điều này sẽ làm cho áp lực bị đè nén, gây ra những nỗi bất an chất chứa ở trong lòng, khó có thể chia sẻ cùng ai, khiến cho bạn vô cùng là mệt mỏi. Đôi khi thiếu đi sự kiểm soát làm cho bản thân bạn có điểm gì đó trút giận lên nửa kia, với những phút không kiềm chế được và nói ra những lời gây tổn thương cho nhau, tình cảm của hai bạn dễ xảy ra sự rạn nứt nữa.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, gặp hỏa thị phi điêu bám khiến cho công việc gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cống hiến công sức nhưng khó đạt được kết quả như ý. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, bất cận đắc tội với tiểu nhân càng gây ra nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mệt mỏi vì áp lực bị đè nặng, nỗi bất an khó được chia sẻ cùng ai. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, trong phút thiếu đi sự kiểm soát có thể nói lời tổn thương nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 91, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là việc xây dựng một mối quan hệ mới sẽ đòi hỏi cần phải có thời gian. Bạn đừng có cảm thấy thất vọng bởi những sự ngắt quãng, hủy bỏ mà bạn không trông đợi, bởi vì một thời điểm khác, một thời gian khác, tất cả sẽ tốt hơn với bạn mà thôi. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, việc kiếm tiền không dễ dàng gì. Vì thế, khi bạn đang có được chính tài hỗ trợ thì bạn cũng nên biết trân trọng từng đồng tiền, từng xu mà mình kiếm được. Với bạn có lương, trong khi ngoài kia còn bao nhiêu người đang phải thất nghiệp mới thấy bạn đang rất may mắn tới mức nào. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải tự hỏi bản thân mình liệu đã sẵn sàng để mạo hiểm hay chưa. Nếu như bạn chưa sẵn sàng thì đừng có thúc giục, hối thúc bản thân làm cho mình mệt mỏi. Bạn cần phải bình tĩnh và giữ tự tin vào chính bản thân mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, người thân hỗ trợ cho bạn về mặt tinh thần. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tiền mà bạn tự kiếm được sẽ giúp cho bạn có được sự tự tin hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, khẳng định được uy tín của mình trong việc làm ăn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, hãy cân nhắc thật kỹ càng trước khi quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, có nhiều sáng kiến để giải quyết những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 84, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được vận quý nhân, giúp cho bạn có cách để hàn gắn tình cảm với một nửa của mình thông qua những hành động thiết thực. Ngoài ra, hai người cũng dành nhiều thời gian cho nhau, kể cả là chuyện lúc còn nhỏ hay là kỷ niệm hồi mới yêu để làm nóng tình cảm hiện tại của mình nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy để cho lý tưởng dẫn lối cho bạn trong ngày hôm nay, mọi việc sẽ thực sự ổn nếu như bạn tin tưởng và nỗ lực hơn trong mọi tình huống, bạn cần phải là chính mình nữa bạn tuổi Hợi nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này nhắc nhở bạn nên nhớ rằng nếu những gì đang diễn ra khiến cho bạn băn khoăn thì bạn cần phải đặt câu hỏi, cũng đừng có ngần ngại lên tiếng. Đừng có giữ im lặng và rồi biến mình trở thành nạn nhân của sự việc. Không phải cứ mãi cố giữ hòa khí là tốt được đâu bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có sự xa cách. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy tin vào khả năng của bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hoàn cảnh nào cũng không thể làm khó được bạn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tránh lặp lại những sai lầm cũ nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp
4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 15, số 94, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.